Nấu ăn là một công việc rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta, nhưng nấu ăn trên lênh đênh sóng biển lại là việc không hề đơn giản. Tổ hậu cần trên tàu HQ-996 có 12 thành viên. Họ là những cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trong hải trình 12 ngày đến với các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tổ hậu cần đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chế biến và đảm bảo chế độ ăn uống cho hơn 200 thành viên thuộc đoàn công tác số 4 năm 2016. Xin được bắt đầu câu chuyện về những người nấu ăn trên sóng này bằng những câu thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội dành cho đội quân đặc biệt này. Mọi người ăn, anh nuôi chưa được ăn. Mọi người ngủ, anh nuôi chưa được ngủ. Sớm, tối, trưa, chiều, ngày 4 bữa. Lựa thực đơn, khẩu vị cả trăm người. 4 giờ sáng, khi cả biển và trời đều một màu đen đặc, cả tàu HQ-996 còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ duy có ánh đèn hắt ra từ buồng lái cùng tiếng động cơ ầm ĩ rẽ sóng, thì phía sau khu vực hậu cần của tàu 996, 12 thành viên tổ hậu cần đã bắt đầu một ngày mới. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, để chủ động công việc trong khi số người có hạn, tổ phân chia thành 3 bộ phận: chế biến, nấu nướng và sắp đặt dọn dẹp. Phân công là vậy, nhưng hình như không có thành viên nào được chuyên làm một việc. Tất cả đều kiêm nhiệm, xong việc này tới việc kia. Đôi tay của các anh dường như không ngừng nghỉ. Với đại úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thành Trung, người có nhiều năm làm hậu cần trên các tàu ra quần đảo Trường Sa, thì việc dậy sớm hay thức khuya không phải là vất vả nhất. Nấu ăn trên bạt ngàn sóng biển, đáng sợ hơn cả là lúc biển động, sóng to, gió lớn làm cho công việc chế biến thức ăn trở nên không hề đơn giản. Khi đó những chảo thức ăn cũng chao đảo theo từng con sóng. Thậm chí, nhiều khi đang đỏ lửa, gặp phải sóng lớn, làm cho cả chảo thức ăn bị lật đổ. Nguy hiểm nhất là những món chiên, bởi chảo dầu đang nóng hàng trăm độ C, chỉ một chút sơ sẩy là có thể làm bị thương chính mình hoặc đồng đội. Một năm cũng có 3 đến 4 lần đi phục vụ các đoàn công tác và đoàn thay quân cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đối với nhiệm vụ ở trên tàu là nó là trên biển, nó là cái giữa cái đất liền với biển thì bao giờ nó ở biển nó khó khăn hơn. Dù một là thời tiết, hai là nếu mà thời tiết tốt đẹp thì không sao, nhưng thời tiết mà do gió, mưa, bão thì biển động, tàu lắc, thì trong quá trình chế biến và làm mọi cái món ăn phục vụ cho đoàn công tác cũng như là thay quân của đảo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đối với những người phục vụ thì đã phải có kinh nghiệm, một là kinh nghiệm, hai là không say sóng, thứ ba là với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm sao đảm bảo nhiệt tình để phục vụ, đảm bảo cơm chín nước sôi cho cán bộ chiến sĩ và cũng như là các đoàn dân chính đảng đi thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa. Để có thể đảm bảo tất cả những điều trên, 12 thành viên của tổ hậu cần này đều được tuyển chọn kỹ càng, không chỉ có khả năng chế biến các món ăn ngon, đa dạng, mà quan trọng, họ buộc phải có kinh nghiệm đi biển và có sức khỏe. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Mạnh Hùng, người mới nhận nhiệm vụ nấu ăn trên sóng hơn 2 năm nay, vốn là người luôn bị say sóng. Với điều kiện trời yên biển lặng như dịp đầu năm, Hùng có thể chế ngự được những cơn say, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Nhưng vào dịp cuối năm, khi sóng to, gió lớn, thì mỗi chuyến ra khơi là một lần thử thách bản thân. Thì thủ trưởng, đôi lúc có sóng gió hơn chị ạ. Sóng gió thì có phần vất vả hơn tí ạ. Còn công việc thì vẫn thế, nhưng mà bếp thì hơi chật so với lại ở trên bờ. Ở trên bờ thì khu làm thực phẩm bọn em rộng rãi hơn. Còn trên tàu thì mình chật hẹp hơn, nhưng mà mình vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Em có nhớ lần đầu tiên đi thì em có say không? Lần đầu tiên em đi thì em cũng có say, nhưng mà giờ thì quen sóng rồi.
Đối với anh em trong tổ phục vụ thì trước tiên là cũng như tôi vừa nói là một là chọn những đồng chí có kinh nghiệm đã qua nhiều lần đi phục vụ đoàn công tác và thay quân. Thứ hai nữa là những người là chịu được sóng gió khi công tác trên biển dài ngày. Thứ ba là sự phân công chu đáo nhiệt tình và tỉ mỉ của các đồng chí là từ trên, từ cán bộ từ trên phòng hậu cần của vùng lữ đoàn và đến là người phụ trách trong cái chuyến đi đấy và trưởng đoàn. Khi đã phân công cụ thể thì với tinh thần trách nhiệm cao nhất thì mọi người trong tổ vụ đều làm hết tinh thần trách nhiệm bằng mọi cách là đảm bảo làm sao được cơm chín nước sôi cho mọi người ăn. Và những đồng chí nào khi mà say sóng thì phân công từng đồng chí một bê đến tận nơi và đi kiểm tra hỏi han. Những đồng chí nào không dậy ăn được thì có thể không ăn cơm được thì có thể nấu cháo hoặc là làm một cái món gì đấy để cho người ta ăn. Để có được những bữa ăn đúng giờ, tổ hậu cần phải làm việc liên tục từ 15 đến 16 tiếng một ngày. Mặc dù vậy, trên khuôn mặt họ dường như chưa bao giờ xuất hiện sự mệt mỏi. Tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh người lính nơi đầu sóng và ý chí quyết tâm đã giúp họ hoàn thành nhiệm vụ suốt chuyến hành trình dài. Để đảm bảo chất lượng bữa ăn, ngoài công việc chuẩn bị, phân công nhiệm vụ luôn rõ ràng rành mạch, thì việc bảo quản luôn được chú trọng. Việc lên thực đơn mỗi bữa ăn cũng luôn được tổ hậu cần chú ý. Cứ 1 đến 2 ngày đổi món một lần, đặc biệt là thay đổi các món rau, canh. Sau mỗi bữa, tổ hậu cần còn tham khảo ý kiến của thành viên trên tàu để cải thiện cho phù hợp. Anh sắp vào, đang vào. Ăn đồ ăn ở trên tàu có ngon không chú? Rất ngon. Ôi, ngon lắm, không khác gì về trên bờ cả. Không khác với bữa ăn gia đình, chứ nào. Thế các bạn phục vụ ở trên tàu, các chiến sĩ thì chú, các bạn thì thái độ như nào? Ôi, các bạn ấy phục vụ tốt lắm. Rất nhiệt tình, đáp ứng hết những yêu cầu của các thuyền viên. Mọi người cứ ăn thật bình thường đi mà. Truyền hình quân đội. Ai nhà chị ăn cơm trên tàu này thì có hợp khẩu vị với mọi người không ạ? Rất là ngon ạ, vui. Thế các chú bộ đội nấu ngon lắm. Các chú bộ đội hải quân không chỉ giỏi việc nước chiến đấu mà nấu cơm còn rất là ngon. Thế là các đồng chí phục vụ cơm nước này thì các chị thì thấy thái độ các bạn ấy như nào ạ? Các đồng chí rất nhiệt tình, chu đáo đấy ạ. Chu đáo. Ngoan lắm ạ, các chiến sĩ ngoan lắm. Trên sóng nước mênh mang, với sự nhiệt huyết cùng công việc thầm lặng hàng ngày của mình, những anh nuôi hải quân trên tàu 996 không chỉ đem đến những bữa ăn ngon miệng cho cán bộ, chiến sĩ và các thành viên trong đoàn công tác, đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong suốt hải trình tới quần đảo Trường Sa thân yêu. Họ còn góp phần không nhỏ trong việc mang lại tiếng cười và tạo nên một hình ảnh đẹp về anh nuôi hải quân trong ký ức của 200 thành viên trong hải trình đáng nhớ này.